ta sẽ test cái chế độ của em order. Đầu tiên là chúng ta phải mở cái em order lên trước ha. Bây giờ chúng ta mới học lệnh thì chúng ta đang giữ trong vòng 3 giây, nút một trắng này, nút một đồ RAM nó sẽ có cái đèn sáng lên là đang trong chế độ hoạt động. Thì nếu như mà chưa về hình chưa trở về cái hành trình HT2 á thì nó thì kết cái relay cờ lâu và gì ha, relay cờ lâu đúng không, sau khi nó trở về hành trình HT2 đúng không đó. Ok đó, thì nó sẽ kết lại cái relay relay open để nó chạy, nó đến hành trình đúng không, nó học hành trình đó, nó bắt đầu học hành trình như vậy, nó chạy đúng không đó. Mình xây nó khoảng có vài chục dòng thôi ha. Rồi nó xây nó vài chục dòng, khi nó xoay thì cái đèn led nó nháy như vậy đó ha. Đó, mình đã xây, mình cũng xây đèn led nó nháy như vậy đúng không? Rồi ok. Đó, rồi chúng ta bấm á. Nó gặp công tác hành trình 1 đúng không? Nó kêu một cái, nó kết thúc hành trình. Đó, như vậy là chúng ta đã học hành trình xong đúng chưa? Bây giờ chúng ta nhấn lại nút reset một lần nữa. Ok. Đó, như vậy là chúng ta đã học hành trình xong đúng không? Thì bây giờ chúng ta bấm á, bấm lại nút bật cờ lâu đúng không? Ok, nó sẽ mở ra đúng không? Đó, nó mở ra. Em đó sẽ quay đúng chưa? Đó, em đó sẽ quay. Đó. Nó sẽ quay đúng chưa? Nó sẽ quay. Đó. Nó quay sau đó nó hệ thống nó sẽ tính toán, còn 5 giây cuối nó sẽ bật lên, bật relay đúng không? Rồi, ok. Nó sẽ gặp cái encoder đây, nó gặp cái đây ha. Rồi ha. Bây giờ mình mở lại ha, relay open lại. Ok. Rồi. Đó, nó xoay ra, nó chạy nó xoay nó mở đúng không? Ok. Mở đúng chưa? Đó. Rồi, nó gặp lại cái gì đây? Nó gặp lại cái open đúng không? Kết thúc. Bây giờ mình sẽ nhấn lại đây ha, rồi đây mình quay chiều ngược lại nha. Đó. Chiều nào cũng được hết không sao cả. Quay ngược chiều đi. Ok ok đúng chưa? Rồi đó ha, bây giờ xuống như bây giờ đây ha, mình sẽ gạt cái switch lên đúng không, mình gạt cái switch này lên, mình không một đi ha. Không một thì nó trong vòng 30 giây đúng không? Ok. Thì bây giờ mình sẽ mở lại cái click open đúng không? Mình bấm lên. Mỗi lần mình thay đổi thì mình có reset lại nha. Đó. Ok. Mình open lại đúng không? Rồi, mình sẽ mở ra, mình quay đúng không? Mình quay này. Ba. Mình quay nha. Đúng rồi nha. Ok, kích đó. 30 giây sau đó, tự động nó sẽ kích relay để nó đóng lại nha. Đó. Không một là không một trong chế độ là gì? Không một là ở trong cái chế độ mà nó đã đóng nha các bạn ha. Nó trong chế độ là tự động đóng cửa sau 30 giây ha. Nó đợi 30 giây nha. Rồi ha, nó kích nó tự động đóng lại đúng chưa? Đó có delay còn lâu chưa? Đấy. Nó xoay như chiều này nha. Ok. Rồi ha. Ok. Như vậy là đã kết thúc nha. Rồi.